Vâng, xin chào các bạn. Ngay trong chương trình lần trước, chúng tôi đã có giới thiệu chi tiết về cái mẫu BMW 520i 2019. Và tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi rằng liệu 520i 2019 này chỉ dùng động cơ 1.6 và công suất chỉ có 170 mã lực thôi thì liệu nó có yếu hay không? Nó chạy như thế nào? Nó có còn là BMW nữa hay không? Thì ngay trong chương trình ngày hôm nay, tôi và các bạn hãy cùng tìm hiểu. Và chắc chắn các bạn cũng như tôi, khi mà chúng ta nhìn thấy BMW ấy, đặc biệt ở cái góc 45 độ, cái góc phiên thân xe, thì các bạn sẽ thấy rằng chiếc la răng này hơi nhỏ. Tất nhiên rồi, với một cái mẫu xe thuộc series 5 mà lại mang mã hiệu như 520 thì chắc chắn những cái trang bị của nó thuộc thấp nhất. Tôi xin bật mí rằng đó là nghệ thuật tạo ra các sản phẩm của các hãng đấy. Và mẫu xe này chỉ được trang bị bộ mâm là R17 thôi, nhưng mà lốp thì vẫn lốp xịn Michelin. Và thực sự với một cái mẫu xe đã mang form của BMW rồi, đã mang chất của BMW rồi, thì xin thưa với các bạn rằng bộ mâm này có thể thay được. Những cái trang bị của dòng M như M Sport, những cái bộ trang bị phụ kiện là M Sport thì các bạn cũng có thể thêm vào được, các bạn có thể độ được. Và những cái chi tiết khác biệt giữa 520i và 530i thì chúng tôi cũng đã có một cái video giới thiệu rất là chi tiết. Các bạn có thể click ngay lên góc màn hình để xem lại những cái video như vậy, hoặc có thể tìm trực tiếp trên kênh YouTube của Auto Daily. Những cái trang bị rất cơ bản như là camera lùi, cảm biến sau, cốp mở điện thôi, sẽ không có đá cốp. Và các bạn hãy xem cái không gian của cốp, nó khá dài nhưng lại khá hẹp bề ngang. Thưa các bạn. Và những cái điều đặc biệt trên những cái dòng xe BMW, các bạn sẽ thấy rằng sẽ không thấy bộ lốp dự phòng trên mẫu xe này ở đâu cả. Đơn giản, BMW đã sử dụng, đã tiêu chuẩn hóa những cái dòng xe như thế này. Lốp run flat. Trên tay tôi chính là chiếc chìa khóa, một chiếc chìa khóa cũng thừa hưởng từ dòng 7 series BMW Display. Rất đẹp. Những cái chức năng này chúng tôi cũng đã giới thiệu rất là chi tiết, các bạn có thể tìm hiểu ngay trên kênh của Auto Daily về các cái mẫu video đấy, chúng ta có thể vuốt lên nhé. Nó không khác gì chiếc smartphone cả. Chúng ta có thể theo dõi rất nhiều những cái tính năng ở trên mẫu xe này, như là quãng đường di chuyển còn lại, chìa khóa này cũng phải sạc pin. Nó như một chiếc điện thoại thông minh thôi. Thực ra bản chất nó là một chiếc chìa khóa điện thoại thông minh. Nó giao tiếp với chiếc xe và nó hiển thị những các thông tin cần thiết trên bên trên này. Chúng ta có thể sử dụng nó để điều khiển từ xa, giao tiếp với chiếc xe. Nhưng có lẽ ghế là thứ mà tôi cũng thích, bởi vì cái ghế nó ngồi rộng và thoải mái. Tất nhiên nếu như bạn là người yêu thích BMW theo dòng M thì bạn sẽ thích chiếc ghế nó sẽ phải ôm hơn. Chút nữa chúng ta sẽ bàn luận cái vấn đề đó trong cái phần chạy thử. Nhưng về cơ bản ra là trông nó tương đối xịn. Và thiết kế cái form rất là đẹp. Cũng chưa có cả thông gió. Chưa có sưởi, chưa có thông làm mát vân vân. Thực ra trên 520 này thì cũng thiếu khá nhiều trang bị. Tôi gọi là tối ưu thì đúng hơn, sẽ không có cảnh báo điểm mù, không có hỗ trợ giữ làn. Nhưng những cái tính năng cơ bản chúng ta hay nói đến là nhớ hai vị trí ghế, rồi điều khiển điện vân vân thì là có. Loa trên xe thì cũng bình thường thôi, ở mức cơ bản. Tóm lại là nghe hay hơn những cái dòng xe ở phân khúc dưới, cùng là form D nhưng mà phân khúc dưới nghe hay hơn. Kể mà mẫu xe này được trang bị cái loa Harman Kardon thì cũng ngon đấy, sẽ ngon hơn. Bản tối ưu của 530 mà bạn. 530 nó sẽ chạm dần đến cái ngưỡng của 7 series về cái mặt trang bị. Nhưng 520 thì nó lại chỉ hơn đầu 3 dòng 3 series bản cao cấp nhất một chút. Đó, nghệ thuật của các hãng xe, tôi vẫn thường nói là như vậy. Các bạn sẽ thấy rằng ở bên hộc chứa đồ các bạn, đây tôi sẽ để cho các bạn thấy xem. Đó, các chai nước cũng thoải mái. Nói chung form D này là có thể vẽ ra được nhiều cái vị trí chứa đồ và các cái không gian ngồi, bởi vì form nó rất là rộng. Bây giờ thì chúng ta hãy ra hàng ghế phía sau. Vâng, thưa bạn, khi bạn sở hữu 3 series bạn sẽ có một cái vị trí lái tuyệt vời. Nhưng khi bạn sở hữu 5 series thì bạn sẽ có vị trí lái cũng tuyệt vời.
nhưng ngồi ở hàng ghế thứ hai còn tuyệt vời hơn nữa. Với đơn giản các bạn xem cái không gian tôi có được này. Quan trọng, điểm quan trọng trên một chiếc xe là bạn phải có đủ một cái không gian đủ rộng, cảm thấy thoải mái. Bởi vì khi di chuyển trên những cái đường dài rồi vân vân ấy, trong một thời gian dài chúng ta sẽ cần một cái không gian rộng rãi, êm ái. Còn về đồ chơi trang bị thì có thể bạn sẽ phải mua những cái bản cao hơn như 530 chẳng hạn, thì nó sẽ đầy đủ tất cả những cái xịn sò nhất. Thì đấy, tôi ngồi cho các bạn xem. Ngả lưng này, nệm ghế rất dày nhưng khoảng duỗi chân còn rất là tốt. Đây, trần thì cũng cao. Đấy. Ghế ngồi thì độ ngựa ngon, tốt. Trên 520 được trang bị cái hệ thống điều hòa là 4 vùng độc lập, nhà 4 thế hệ, 4 nhiệt độ cơ thể khác nhau dùng được. Đây, mỗi bên một kiểu. Anh nóng em lạnh. Tóm lại thân ai người lo, đều được hết. Và tôi nghĩ rằng mặc dù không gian khá rộng nhưng mà vị trí ngồi ở giữa ấy, thì lại vướng một cái ụ lên như thế này. Đây là do bố trí cái hệ thống cầu sau của đặc trưng của BMW thôi. Và ở giữa thì bạn nên ngồi có một trẻ nhỏ ngồi thì hợp hơn. Đây, bệ tí tay vân vân. Chai nước để đây. Da rẻ trên 520 thì cũng được. Da Dakota. Các bạn sẽ thấy rằng các cái vị trí ngăn chứa đồ, hai ba chai nước đều được. Tóm lại là để đồ thoải mái. Đây, các bạn có thể dắt những cái tài liệu ở đây. Tựa lưng của ghế thì chắc chắn. Cửa gió điều hòa thì có cả ở bên trụ B này nữa. Trên những dòng xe hạng sang thì những cái tiện ích cơ bản các bạn sẽ không phải lo vào. Chứ cửa đây các bạn, cửa hít nhá. Cửa hít này, nhẹ nhàng này. Đấy, hít đấy ạ. Mở ra, rèm chắn nắng. Cao cấp hơn thì sẽ phải điều khiển bằng điện, ra lệnh bằng giọng nói, bằng tay, bằng ánh mắt yêu thương, ví dụ vậy. Còn đơn giản thì nó sẽ phải cắt bớt đi. Đấy, nhưng mà những cái chi tiết ở trên nhựa đây này, vần nhựa và cái phần ốp ở đây thực sự là với tôi thì chưa được thuyết phục lắm. Và sau khi chúng ta cảm thấy êm và mượt với 520 thì chúng ta sẽ đến với các bài thử. Đầu tiên là slalom, để xem cái mẫu xe này. Đấy, làm nóng một vòng nhá. Xem. Trời ơi, mới nhẹ nhàng thôi mà đã thấy nó vẫn BMW rồi. Tất nhiên rồi, tôi chọn chế độ Sport và chạy chế độ S Drive Mode. Vâng, rất nhiều mode, rất nhiều Drive Mode trong một chiếc xe. Bài thử sẽ gồm hai phần, đầu tiên là slalom, hai là Moose Test. Chúng ta sẽ có một cái màn chuyển làn khẩn cấp ở tốc độ cao và trong một cái mùa đấy, các bạn thấy không? Vâng, BMW này. Trời ơi, nhẹ nhàng, nó êm lắm. Chỉ duy nhất một điều mà tôi thấy hơi tiếc một chút trên cái 520i này là chiếc ghế nó không phải là chiếc ghế thể thao thôi các bạn. Chiếc ghế thể thao nó sẽ ôm tôi hơn. Nhưng bạn yên tâm, sẽ có, nhưng mà trên dòng M và rất ngọt. Những cái gì của BMW thì nó vẫn rất ngọt. Đó. Tất nhiên rồi, lên tới những cái dòng M thì phản ứng vô lăng rồi mọi thứ nó sẽ khác. Các bạn sẽ thấy nhá, các bạn sẽ thấy này. Đấy, tăng tốc lên này, gần 70. Quánh lái cho nó trượt trên, thả ra và đánh lái. Đấy, các bạn sẽ thấy không? Nó êm. Tuyệt vời. Đó thưa các bạn là chất của BMW. Tất nhiên, tôi sẽ dừng lại một chút để giới thiệu với các bạn. Các bạn sẽ thấy rằng khi mà tôi chuyển Drive Mode, nó sẽ là màu đỏ. Bạn có thể xem cái màn hình Sport Display, có thể xem công suất. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn thêm một phần nữa là các bạn sẽ thấy được rằng đó, lực đang được truyền đường sau, moment bao nhiêu, công suất kilowatt là bao nhiêu. Và khi phanh thì chúng ta sẽ thấy được cái hệ thống thu hồi năng lượng từ hệ thống phanh. Đấy, ngay cái màn hình bên cạnh đây này, nó sẽ hiển thị sang màu xanh. Đấy, nó sẽ thu hồi năng lượng. Và tại sao giá trị trên một chiếc xe BMW nó có thể tiết kiệm được, xe Đức ngày nay có thể tiết kiệm được? Chính là nhờ cái công nghệ như thế này, thu hồi điện năng, tích lũy cho một cái động cơ điện nhỏ. Đó, và đặc biệt ở chế độ Eco Pro.
thì nó sẽ được bù đắp với cái điện năng đấy. Rất tốt thưa các bạn. Các bạn có thể chạy lên 6-70 km/h. Các bạn có thể nhả chân ga ra và nó sẽ ngắt cái chuyển động giữa hộp số, giữa động cơ tới cái hộp số trong vòng một số giây nhất định. Theo tôi được biết là khoảng 40 giây. Khi đó nó chỉ chạy đà. Và vòng tua, nó lại vòng tua không tải. Nó chỉ chạy khoảng 700-800 vòng. À, như vậy nó sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa. Nó sẽ hỗ trợ trong quá trình tăng tốc, hỗ trợ chúng ta khi mà phanh dừng như thế này. Nó sẽ ngắt động cơ đi, duy trì hệ thống điều hòa. Tất cả những cái vấn đề đó chúng ta có thể cài đặt được trong cái màn hình này thưa các bạn. Đây tôi sẽ cài đặt ngay cho các bạn xem. Nói là làm luôn. Đấy, driving experience. Đấy, chúng ta có thể, đây, cài đặt đây. Nó có thể cắt tới đâu, can thiệp dừng lại, có tắt điều hòa hay không. Chúng ta chọn ở đây. Dừng lại, có tắt các hệ thống ambient light, light ở trong xe hay không. Chúng ta cài đặt ở đây. Có tối ưu tới bao nhiêu hay không thì ở trong này thưa các bạn. Tối ưu hóa đến như vậy. Nhưng chưa hết đâu thưa các bạn. Nhưng chưa hết. Các bạn có thể tối ưu hóa được rất nhiều. Các bạn có thể ngay cả chế độ sport này, mình có thể cài đặt chế độ vô lăng, nó là sport nhưng nó cũng có thể là comfort. Tôi thích sport cứng cứng ở hệ thống treo thôi. Vâng, và hệ thống hộp số thì, sang chậm chuyển nhanh. Và với những cái trang bị trên 520 như vậy, các bạn hãy comment ở ngay bên dưới bình luận giúp chúng tôi. Với giá bán như vậy, 2 tỷ 349 triệu, giá công bố và giá lăn bánh nó vào sát về 2 tỷ 7. Bạn có thể comment ngay bên dưới clip nhé. Nhưng mà bây giờ mới lao vào phần chính, chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời xem 520 có yếu hay không. Tôi xin thưa với các bạn, tôi đang chạy, các bạn nhìn ngay trên màn hình thì tôi đang chạy chế độ Eco Pro. Tôi thử tăng tốc lên một cái xem. Ở vòng tua lên 6.000. Các bạn xem cái khả năng tăng tốc của xe qua cái màn hình tốc độ Eco Pro nhá. Chưa hết ạ. Đó, các bạn sẽ có câu trả lời. Tôi sẽ chuyển qua chế độ Comfort xem nó có yếu hay không. Có chế độ kick down, hộp số 8 cấp, vô lăng trợ lực. Có yếu hay không ạ? Không hề yếu. Rồi, nhưng các bạn hãy xem, các bạn hãy xem chế độ S. Rồi, qua cua đẩy lên. Đấy. Vòng tua 5.000, 6.000 giật được không? Lên. Các bạn có thấy không? Vẫn lên. Nhoàng cái là hơn 100. Vâng. Thưa các bạn, câu trả lời BMW 520 một động cơ 1.6 thôi, không yếu. Bạn hỏi tôi rằng là nó có sướng không? Tôi bảo là sướng, bởi vì đơn giản nó vẫn là BMW. Nó chạy êm, nó chạy mượt, nó đủ tăng tốc và khả năng tăng tốc thậm chí nó còn tốt hơn những cái mẫu xe hạng D trong cùng phân khúc thưa các bạn. Tôi có máy J-Logic đây, không cần đo, bởi vì đơn giản cảm nhận con số nó chỉ về mặt chỉ số thôi, còn cảm nhận nó có thể thấy được tất cả, các bạn có thể thử. Nhưng thứ mà tôi rất ấn tượng trên cái BMW 520 này thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng cách âm của nó vô cùng tốt. Tôi cũng có máy đây đo độ ồn ở đây, bỏ qua không cần thưa các bạn. Các bạn sẽ thấy rằng là cái khả năng cách âm của nó từ gió phía trên này, từ độ ồn từ lốp vọng lên này, quá tốt luôn. Bất ngờ luôn, thực sự chạy 2 ngày liên tục với mẫu xe này luôn, thử tóe le ra, quá bất ngờ luôn. Và đặc biệt cái độ êm của nó, đấy là khả năng cách âm về độ ồn. Còn cái độ êm của nó, xin thưa với các bạn, tôi sẽ bay cho các bạn qua thử những cái con lươn hay những cái đường mấp mô nó lên như thế này. Các bạn có tin được chạy 100 km/h không? Người của tôi dao động này. Đấy, wow, xe cực cân, hỗ trợ giữ lái chạy cao tốc nhá. Đó là chất của BMW. Bạn hỏi chạy có hay không? Tôi vẫn bảo hay. Có sướng không? Tôi vẫn thấy sướng. Có phê không? Chưa thấy phê. Rất đơn giản, xử lý tua cao tôi vẫn chưa thích. Bởi vì do giới hạn về công suất thôi. 170 mã, 250 Nm ở cái dải vòng tua cũng khá là rộng, 1.500 đến 4.000 thì tương đối tốt. Nhưng mà thực sự đấy, các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng trả tua ấy, khi mà dồn số ép tua thì bạn sẽ nhìn cái màn hình vòng tua nó nảy. Thì thực sự nó không phải là sướng lắm, nó không được nhanh lắm.
bạn sẽ không thể yêu cầu đấy được, bởi vì đơn giản động cơ nó chỉ có 1.6 thôi, nhưng nó vẫn là chất của BMW, nó chạy vẫn sướng. Phê không? Chưa phê. Đây là mẫu xe tối ưu. Vâng, đó là chất của BMW thưa các bạn. Nếu như các bạn chưa tin, rất đơn giản, các bạn có thể sang hiện tại BMW có showroom rất lớn ở bên Long Biên, các bạn có thể đăng ký sang để lái thử. Và hãy nhớ rằng hãy chạy lên những cái không gian đủ rộng, đủ to, đủ điều kiện, đủ an toàn để trải nghiệm thêm về cái sản phẩm này. Thứ mà tôi thích trên BMW 520 nó vẫn là BMW thưa các bạn. Máy nhỏ thì đương nhiên rồi, tối ưu về nhiên liệu 6,7 đến 6,9 lít trên 100 km, công nghệ vật liệu nhẹ, động cơ thông minh hơn, các cái chế độ điều khiển tốt hơn. Và thưa bạn, hộp số là 8 cấp và hoạt động khá mượt nhé, khá mượt luôn. Tất nhiên nó sẽ không mượt như cái mẫu 530 mà tôi chạy thử của anh Hoàng Anh trước đây, trong một cái video trước, các bạn có thể tìm lại và xem ngay trên các màn hình này. Đó. Đơn giản, động cơ công suất thấp hơn thì cái việc điều khiển nó sẽ phải thay đổi, lập trình nó sẽ thay đổi. Nhưng mà cái linh hồn điều khiển của BMW thì xin thưa với các bạn, nó vẫn là BMW. Các bạn có thể sang chạy thử nhá. Và thưa bạn, mỗi khi các bạn chạy thử xong thì có thể quay lại xem lại cái video này và có thể comment ngay bên dưới về cái cảm nhận của chính bạn. Hoặc nếu như bạn là người mua xe chính cái phiên bản 520 này, bạn sử dụng sau một thời gian dài, bạn có thể góp ý với chúng tôi, chia sẻ với cộng đồng chúng ta bằng cách comment ngay bên dưới clip. Và cuối cùng, rất cảm ơn sự theo dõi của bạn. Các bạn đừng quên like and subscribe kênh nhé. Hành động rất đơn giản nhưng mà ủng hộ chúng tôi để tiếp tục ra những cái video mới, sản xuất ra những cái chương trình mới, nhiều cảm xúc hơn, nhiều thông tin hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.